sau buổi sáng nhiều nơi se lạnh, đến lúc này thì toàn Nam Bộ đã có nắng nhiều. Thời tiết cụ thể chiều nay như thế nào chị Hằng My? Dạ vâng, thưa chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Trong chiều nay thì dự báo các tỉnh thành ở Nam Bộ vẫn sẽ không mưa, trời sẽ nắng liên tục đó ạ. Dự báo nhiệt độ ở khu vực miền Tây Nam Bộ bao gồm các thành phố như là ở Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Sóc Trăng, Bạc Liêu và cả Cà Mau sẽ dao động trong khoảng là từ 30 đến là 32 độ. Đây cũng chính là mức nhiệt chủ yếu ở các khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng Biên Hòa nóng hơn một chút với nền nhiệt là 33 độ. Lưu ý từ giờ đến 2 giờ chiều sẽ là khoảng thời gian có chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV ở mức gây hại rất cao như ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau thì mức UV lên đến mức 7 và mức 8. Đây là mức gây hại từ cao đến rất cao, gây hại cho da và mắt. Nên là quý vị hãy chú ý bảo vệ da và mắt khi ra ngoài nhé. Có một số cách đơn giản để quý vị có thể xác định thời điểm chỉ số tia UV có hại. Đó là khi chúng ta đứng ở dưới nắng và quan sát bóng của mình. Nếu như bóng của mình mà thấp hơn chiều cao thật thì lúc đó là lúc mà thời gian tia UV hoạt động mạnh và chỉ số tia UV cao. Chuyển sang dự báo thời tiết ở Phú Quốc. Hôm nay thì trời cũng nắng nhiều, mức UV lên đến mức 8. Tuy nhiên là nhờ gió biển thổi đều nên thời tiết khá là dễ chịu và nhiệt độ sẽ không quá 30 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, cảnh báo gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 liên tục được đưa ra cho vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả Côn Đảo. Còn vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm Nam Du, Thổ Chu và Phú Quốc thì gió mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km.